Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Acer Nitro 5, một cái tên có thể coi là huyền thoại khi nhắc đến laptop gaming. Sau khi ra mắt chính thức tại thị trường và có thêm nhiều phiên bản cấu hình khác, thì sang năm 2022, Acer Nitro 5 đã trở lại mạnh mẽ với phiên bản Tiger cùng combo cấu hình siêu mới Intel Core i7-12700H và RTX 3060. Giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop gaming quốc dân này nhé! Trước tiên là về ngoại hình, không khác gì so với những bản sample, nhưng dành cho những ai đã quá quen với phiên bản cũ mà nhìn thấy Acer Nitro 5 Tiger này. Lần đầu tiên thì mình chắc chắn phải dành lời khen cho Acer. Và cuối cùng sau một khoảng thời gian dài thì Acer đã chịu thay đổi thiết kế của mình, đặc biệt là đối với Nitro 5. Hiện đại hơn, tinh tế hơn với bề mặt phẳng màu đen xám, kết hợp với các đường thẳng cách điệu với hai tông màu là đỏ và xanh. Logo Acer thì cũng đã được thu bé lại và không còn đặt ở chính giữa máy nữa mà dịch lên phía trên một chút. Mặc dù chất liệu là nhựa nhưng tổng thể hoàn thiện máy với phiên bản 2022 này tốt hơn nhiều so với những phiên bản trước đó. Phần màu sắc cũng sẽ làm cho các bạn cảm giác chiếc máy của mình sang hơn như được làm bằng chất liệu nhôm. Thiết kế mỏng với cân nặng là 2,5kg, một mức cân nặng trung bình so với một chiếc laptop gaming và các bạn vẫn có thể mang đi di chuyển thoải mái. Ở phần bàn lề thì được Acer thiết kế lại, đặt dịch vào phía trong một chút, tạo khoảng trống cho phần khe thoát gió tản nhiệt và giúp cho bàn lề chắc chắn hơn. Việc mở bàn lề bằng một tay cũng dễ dàng hơn. Và điểm đặc sắc nhất của năm nay là sử dụng Intel thế hệ thứ 12 Core i7-12700H 14x20 luồng. Và ngoài ra các bạn sẽ có 16GB RAM, ổ cứng là 512GB SSD, thoải mái nâng cấp và lưu trữ. Và cuối cùng là NVIDIA RTX 3060 6GB. Và bây giờ sẽ là phần test game để các bạn có thể tham khảo nhé. Hệ thống tản nhiệt ở phiên bản này được nâng cấp khá nhiều. Ở trong máy sẽ có hai quạt tản nhiệt, hệ thống khe thoát gió tản nhiệt cũng như là tăng số lượng ống đồng phủ sơn cách nhiệt lên. Thêm vào đó thì Acer đã nâng cấp cho phần mềm NitroSense với hệ thống tản nhiệt ở những phiên bản cũ đã tốt thì nay còn tốt hơn với 4 ống đồng được sơn cách nhiệt tỉ mỉ, bao phủ cả bề mặt của CPU lẫn GPU. RAM thì cũng được bảo vệ an toàn bởi là thép tản nhiệt, thế cho nên về diện tích tiếp xúc của bề mặt tản nhiệt đã lớn hơn rất nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, giúp cho không chỉ máy mát hơn mà linh kiện bên trong còn thoát nhiệt tốt hơn. Và về màn hình thì ở phiên bản 2022 này, Acer đã bắt kịp xu hướng với viên màn hình mỏng. Ba cạnh trên đều mỏng hơn rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm và vẫn được trang bị là webcam ở cạnh trên để các bạn có thể thuận tiện làm việc học tập online. Màn hình là kích thước 15.6 inch, Full HD, tấm nền IPS. Đây vẫn sẽ là một mẫu màn hình cơ bản và chuyên game với tần số quét 165Hz thay vì 144Hz ở những phiên bản cũ. Và Nitro 5 Tiger sở hữu bàn phím full size với layout sắp xếp bố cục cực kỳ hợp lý, hành trình phím khá sâu giúp người chơi gõ phím thoải mái. Ngoài ra bàn phím được trang bị LED RGB 4 vùng và có thể tùy chỉnh các thiết lập màu sắc và nhiều hiệu ứng khác nhau trên phần mềm NitroSense được tích hợp sẵn ở máy. Và cụm phím WASD và 4 phím điều hướng được làm nổi bật hơn cùng với phím cách được thiết kế lớn hơn giúp cho việc chơi game của các bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Và nếu như các bạn cảm thấy bàn phím trên laptop chưa đủ để thỏa mãn thì Acer sẽ tặng kèm thêm bàn phím gaming Predator TKL301. Kết hợp với Acer Nitro 5, các bạn sẽ sở hữu ngay combo chuyển game hoàn hảo. Và ưu đãi này sẽ được áp dụng khi các bạn mua Acer Nitro 5 từ ngày 1 tháng 7. Và một điểm mà mình rất thích ở đây đó là Acer đã cho chúng ta cực kỳ nhiều cổng kết nối. Với thiết kế năm nay thì mặt sau của Acer Nitro 5 Tiger ngoài cổng nguồn ra thì còn có thêm một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, cạnh trái sẽ có một cổng mạng LAN RJ45, một cổng USB Type-A, jack audio,
cạnh phải có thêm hai cổng USB Type-A nữa. Và tổng kết lại thì với Acer Nitro 5 Tiger, các bạn sẽ có một chiếc máy siêu đẹp với thiết kế hoàn toàn mới mẻ, cấu hình mới nhất lại còn khỏe, mọi thao tác chơi game đều rất là mượt mà. Và chưa kể đến nữa là chế độ bảo hành 3S1 của Acer được cam kết bảo hành trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy, chủ nhật. Đặc biệt các bạn sẽ được đổi một sản phẩm mới hoặc sản phẩm tương tự trong trường hợp Acer không thể hoàn thành bảo hành trong vòng 72 giờ. Và có thể thấy là Acer Nitro 5 vẫn cực kỳ xứng đáng với tên gọi laptop gaming quốc dân. Thế nên link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.